Hello các bạn, tôi là GNDTT và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game dị hợm nhất của năm 2022. Kể về hành trình tôi trở về nhà của tôi, một ngôi nhà vô cùng kỳ lạ, nổi lềnh bềnh giữa một dòng sông, và các thành viên trong gia đình của tôi cũng kỳ lạ không kém. Ví dụ như bà tôi thì có một con đỉa trong mũi, chú của tôi thì đã nuốt chiếc chìa khóa, còn thằng này thì nuốt một con ếch thưa các bạn. Từng đấy đã đủ để thấy cái gia đình này nó kỳ lạ chưa anh em? Và nếu nó chỉ như vậy thôi thì cũng chả làm sao đâu. Tuy nhiên thì sự kỳ lạ của cái gia đình này không chỉ dừng lại ở cái mức như thế, và những điều tiếp theo đây có thể sẽ làm các bạn phải sốc. Nếu các bạn muốn biết những điều tiếp theo nó như thế nào thì hãy cùng xem video ngày hôm nay. Nhưng trước hết, có tới 85% người xem video của tôi chưa bấm nút đăng ký kênh. Anh em hãy kéo xuống bấm nút thích video và bấm nút đăng ký kênh ngay đi nào. GNDTT tôi sẽ luôn đem đến cho các bạn những thước phim và những tựa game vô cùng thú vị, nhưng cũng không kém phần kỳ bí. Nào, cùng tiếp tục khám phá những thành viên trong ngôi nhà của tôi thôi. Đã là ngày thứ 4 tôi trở về quê rồi. Tôi hy vọng là trong cái ngày thứ 4 này gia đình tôi sẽ không làm những cái việc kỳ quặc nữa. Tôi đã quá sợ hãi rồi thưa anh em. Các bạn sẽ chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh các bạn nhìn thấy một người mà trực tiếp ăn một con ếch sống thì nó kinh như thế nào đâu. Và để xem trong ngày thứ 4 này thì sẽ có những cái chuyện gì xảy ra nào. Ô, hôm nay trước cửa nhà tôi có một con chim sâu à? Thì sao nhỉ? Ô, chạy cu te quá này. Báo hiệu là ngày hôm nay là một ngày bình thường rồi và có vẻ hơi tươi đẹp, một dấu hiệu tốt. Cái ông ăn ếch ở tập trước đã bị một cái đám ruồi bu kín vào người để trở thành một cái kén nhộng. Và đây, hôm nay thì nó như thế này rồi. Tôi không biết là cái kén nhộng này làm thế nào để giải cứu ông ý nữa. Nhưng mà ôi, chết rồi, không biết là ông ý còn có phải là người không. Ê, đừng nhìn cháu. Cháu làm gì đâu mà, chú bay chỗ khác đi. Chúng ta lại vừa thoát chết các bạn ơi. Ở đây có một cái máy ép máu giống như tập lần trước này. Có một cái hang thỏ ở đây. Ui, nhưng mà bây giờ điều đấy nó không quan trọng. Tôi phải đi báo cho gia đình tôi là có một con quái vật người ruồi nó xuất hiện rồi. Và gia đình tôi cần phải cẩn thận. Chúng ta nhặt được cái gì ở đây đây? Một cái que, chưa biết là để làm gì. Gì đây? Ủa ơi, chú ơi, chú trốn thế này thế? Chú cũng biết là có người ruồi xuất hiện đúng không? Có gì đây, con sâu à? Thôi chúng ta cứ cầm tạm con sâu, xem lát nữa nó có cái tác dụng gì. Chú trốn ngay đi, bởi vì người ruồi có khả năng là sắp đến tìm chú rồi. Cái gì đây? Lại là một cái mini game đúng không? Ok, vậy là tôi hiểu là con cua sẽ đi theo các hướng chỉ của những cái vỏ ốc. Vỏ ốc hướng về phía bên nào thì con cua sẽ đi theo hướng đấy. Chúng ta cần phải dẫn con cua đến đích và phải nhặt tất cả các vỏ ốc ở trên đường. Nếu mà bỏ sót một cái nào thì nhiệm vụ sẽ không hoàn thành. Hay nó sẽ phải vận dụng vào cách sắp xếp của chúng ta, các bạn hiểu không? Phải dùng não một tí, như thế này chẳng hạn. Đấy. Ok. Ủa ôi, này nhiều vỏ ốc quá các bạn ơi. Phải tính toán đường đi nước bước cho thật cẩn thận, bởi vì nếu mà con cua chạm vào những cái màu đen gai gai kia thì nó cũng chết và trò chơi cũng sẽ kết thúc. Chết rồi, nhưng mà tại sao tôi lại phải ngồi đây để xếp mấy cái vỏ ốc này trong khi người ruồi đã đến rất gần rồi. Từ đầu tôi đã biết là cái thằng ý nó không phải là một thằng bình thường kể từ khoảnh khắc mà nó nhai con ếch rồi các bạn ạ. Và đây, chúng ta xếp cái vỏ ốc này vào đây. Rồi, cho ốc di chuyển. Ốc sẽ đi theo hướng chỉ của những cái vỏ, và lần này nó sẽ nhặt được hết tất cả các vỏ trên đường. Đó. Thành công. What the f... Người ruồi đến rồi. Chú tôi còn núp ở dưới cái hầm kia không nhở? Núp đấy chết chắc. Hình như là nó đã phát hiện ra con ốc các bạn ơi. Ruồi mà hút cả ốc à? Ui thôi xong. Chúng ta thu hoạch được một chút thịt ốc ở đây. Tôi không biết để làm gì, nhưng mà trước hết là chuồn ra khỏi đây đã các bạn. Để vào căn nhà này xem có cái gì không. Một ngọn nến này, một cái chum. Chúng ta sẽ để củi mà chúng ta lấy được ban nãy vào. Sử dụng nến, tạo ra lửa, hâm nóng cái chum lên. Chắc là chúng ta sẽ tạo được món ăn gì đó. Ôi, ba, sao bà lại chui vào cái chum đấy là sao? Cái gì đây? Củ cà rốt à? Được rồi, cháu sẽ lấy củ cà rốt này của bà. Nhưng mà tại sao bà lại chui vào cái chum đấy? Suýt nữa thì cháu đã hỏa thiêu rồi. Còn trong cái thùng này thì có cái gì nhỉ các bạn? Chúng ta cần phải giải đố một chút để có thể mở khóa được nó. Cái này thì có vẻ là đơn giản này. Chúng ta sẽ cần sắp xếp những cái biểu tượng ở phía trên và đúng cái khay ở phía dưới, vừa khít với biểu tượng tương ứng. Cái này với tôi nó chỉ là một bài toán mẫu giáo thôi các bạn nhé. Không có gì khó khăn cả. Và cái quan trọng là chúng ta sẽ lấy được cái gì ở trong cái hộp này thôi. Đó, các bạn thấy không? Ôi, chị, sao chị lại ở đây? Sao lại chui vào cái hòm đây này? Có cái xẻng các bạn ạ. Ôi, em xin cái xẻng của chị nhé. Không biết để làm gì. Nhưng mà bà thì chui vào cái chum, chị thì chui vào cái hộp, còn chú tôi thì chui xuống hầm. Thế khả năng là tất cả mọi người đều biết sự hiện diện của người ruồi rồi. Ban nãy được bà cho một củ cà rốt, tôi nghĩ là sẽ sử dụng củ cà rốt này để dụ cái con thỏ ở trong cái hang mà ban nãy tôi nhìn thấy. Đây này, đấy. Thôi xong.
Người ruồi đến rồi thì chỉ có nước lên bàn thờ thôi, tôi biết ngay mà. Mà tại sao tôi lại dùng củ cà rốt đấy để dụ con thỏ ra cho người ruồi hút máu nhỉ các bạn? Người ruồi hút ra một quả tim thỏ và tôi nhảy ngay được quả tim này các bạn ơi. Chúng ta sẽ cho quả tim thỏ vào cái máy ép máu. Trước hết là cho thịt cua đã này. Rồi. Quả tim thỏ cũng cho vào luôn này. Cái máy này nó có 3 thanh máu. Vậy là chúng ta sẽ cần tìm một thứ gì đó nữa để cho vào đây. Con sâu được không? Không được các bạn ơi. Chúng ta cần một thứ gì đó có thể tiết ra máu được. À đúng rồi, ở phía bên ngoài nhà tôi có một con chim sâu. Chúng ta tôi thử xem nào, tôi có sẵn con sâu ở đây rồi. Chúng ta sẽ lật cái cục đá này lên, gài cái thanh củi vào, để con sâu vào. Khi mà con chim ra ăn thì chúng ta dập cục đá xuống. Đó. Và tôi đoán là người ruồi sẽ lại chuẩn bị xuất hiện này. Rồi, biết ngay mà. Người ruồi đã đến, đánh hơi rất nhanh. Cứ có cái gì chết phát nó đến ngay. Và chúng ta sẽ có được cái gì đây? Hút ra được một quả tim chim. Đọc hơi líu lưỡi một tí nhưng mà đây đích thực là quả tim chim. Chúng ta sẽ cùng cho quả tim chim này vào cái máy ép máu để xem chúng ta sẽ mở ra được cái gì nào. Cái máy ép máu mở ra cho tôi một cái viên đá lục giác. Tôi nghĩ là sẽ lắp vào cái cửa ở ngay phía bên phải để mở ra và đi lên cái căn hầm ở bên trên xem có cái gì. Ở đây khả năng là chúng ta sẽ gặp... cha! Tại sao cha lại ngồi đây? Trên tay cha tôi đang cầm một cái hộp màu đen. Cha đang đọc những câu thần chú gì rất kỳ lạ các bạn ạ. Nếu mà để nói trong gia đình tôi thì người kỳ lạ nhất chính là người cha. Thật ra là kỳ lạ sau cái thằng nuốt con ếch. Đương nhiên rồi, cái thằng nuốt con ếch vẫn là cái thằng kỳ lạ nhất. Nhưng mà cha tôi cũng rất kỳ lạ những cái hành tung của ông ấy. Chúng ta có một cái cửa sổ với những cái mật mã. Trên bàn này có một cuốn sách này. Cuốn sách này viết cái gì đây? Toàn những thứ mà tôi chắc chắn với các bạn là ai đọc cũng sẽ không hiểu nổi nó đang viết cái quái gì. Những cái thông điệp này là sao? Khoan đã, cuốn sách này có những cái biểu tượng tương ứng với những cái biểu tượng mà xuất hiện trên cái cửa sổ. Chúng ta có thể thấy ở đây, tam giác có dấu gạch ngang tượng trưng cho số 10 La Mã. Hình tròn có dấu gạch ngang tượng trưng cho số 8. Tam giác có cái dấu gạch dọc tượng trưng cho số 3. Và chữ S tượng trưng cho số 1. Chúng ta cùng thử chỉnh những cái biểu tượng này tương ứng với những con số ở trên cái cửa sổ xem sao. Và chữ S tượng trưng cho số 1. Đó. Các bạn thấy chưa, mở được cửa sổ rồi. Ui, người ruồi. Ôi, đóng cửa sổ lại. Đóng cửa sổ lại đi. Người cha ơi, đằng sau. Ui thôi xong rồi. Thôi đi thật rồi. Tự dưng giải mã để mở cửa sổ ra làm gì. Người ruồi chọc thẳng vào tai cha tôi. Cha tôi nằm luôn rồi anh em. Cái gì hiện ra đây? Lại ảo ảnh của Itachi à? Chết rồi, tôi chính là người tạo ra người ruồi. Rồi tôi để cho người ruồi chọc thẳng vào tai cha tôi. Và bây giờ đã là ngày thứ 5 tôi về quê rồi. Tôi nghĩ là ngày thứ 4 vừa qua sẽ không xảy ra cái điều gì nó quá kinh khủng và nó sẽ là một ngày yên bình. Nhưng mà không phải anh em ơi. Xuất hiện cả người ruồi các bạn ạ. Chọc cả vào tai của cha tôi và bây giờ tôi không rõ tình hình của cha đang như thế nào. Ngày thứ 5 này tự dưng trước cửa nhà tôi xuất hiện một con bò sữa nhé. Chúng ta có cái cây gì đây? À, đây là một cái lá xà lách các bạn ơi. Cứ hái trước mắt tôi để lát để xem để làm gì. Ui, con bò này bị thế nào đi? Người con bò này hình như là bị ghẻ các bạn ạ. Toàn những cái nốt mụn này. Chúng ta sẽ phải bóp cái mụn này ra đúng không? Không bóp được nhỉ? À, hình như là chúng ta sẽ phải bóp theo một cái trình tự nhất định của nó. Phải bóp theo đúng cái thứ tự mà nó đã vạch ra. Và quan trọng là chúng ta phải nhớ được thứ tự của từng cái bởi vì không hề có một cái đơn vị đánh dấu gì cả. Cái này rồi đến cái này này. Bóp đến cái này này. Ui khó lắm các bạn ơi. Làm sao mà nhớ được? Mà con bò này sao bị lắm mụn thế? Không tắm à? Cái này rồi đến cái này này. Trời ơi, làm sao mà cái não bộ của tôi có thể nhớ hết được bao nhiêu mụn như thế này. Đây rồi. Gần được rồi. Rồi đến cái mụn này. Đây rồi. Cảm ơn não bộ của tôi. Cảm ơn não bộ mình đã ghi nhớ được những cái thông tin này. Được rồi, tôi đã chữa hết được cái phần mụn cho con bò này. Và nó sẽ giải quyết cái gì hả các bạn? Kêu cái gì mà kêu. Cho tao cái gì, thành quả gì xứng đáng đi. À, chúng ta có thể vắt được sữa của nó thôi các bạn. Nhưng mà bây giờ không có một cái xô hay là cái thùng gì có thể hứng được. Vậy chúng ta sẽ đi vào nhà đấy các bạn nhé. Hôm nay sẽ được uống sữa bò rồi anh em ơi. Ui, hôm nay có thêm một con dê nữa. Con dê này cũng có mụn nốt các bạn ạ. Trời ơi, cái mụn này là không phải bóp nhá. Cái mụn này là chúng ta cần phải làm nó khó hơn này. Ok, tôi đã chữa xong được cho con dê này. Nhưng mà con dê này nó còn tệ hơn con bò ở chỗ là nó không cho tôi cái gì cả các bạn ạ. Ít ra là con bò nó còn cho sữa, nhưng con này thì không. Nó cho tôi một vài những cái tiếng kêu thôi. Tôi bẻ luôn sừng mày đi bây giờ đấy. Chúng ta cùng thử vào nhà xem sao. Không thấy bóng người đã đấy thôi. Bà đang nấu món gì ấy bà ơi? Chảo à? Vậy là hôm nay chúng ta sẽ ăn một món gì đó rán các bạn ạ. Ui,
Bà cẩn thận với dao giết nhá. Cháu thấy là bà có hành tung kỳ lạ mà lại cầm dao này khiến cháu hơi quan ngại. Ồ, vậy là hôm nay chúng ta sẽ được ăn món hamburger. Tôi lấy được một cái con dao ở đây. Con dê này phải cho tao cái gì đi chứ. Ủa ơi, tôi rạch cả người nó ra một cái vết rồi này và tôi moi thịt nó trong lúc nó đang còn sống nhá các bạn nhá. What the fuck? Đau không? Ôi, nhìn mặt thế kia chắc là phải đau rồi. Nhăn nhó thế. Thế thì chúng ta sẽ thử ra con bò xem có được không. Đây, con bò cũng có một dấu ích trên bụng này. Được cơ các bạn ơi. Chỉ có kỳ lạ một chút là tôi mổ những cái loài động vật này ngay cả khi nó còn đang sống. Tôi vừa lấy thịt con bò rồi này. Đây, cho miếng thịt dê này bà băm cho cháu với. Cả thịt bò nữa bà ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho cái miếng thịt mà chúng ta vừa băm vào trong chảo. Đầu tiên là thịt bò. Tiếp sau đó là thịt dê. Chúng ta có xà lách rồi, có hai loại thịt rồi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần thêm một lát phô mai nữa là sẽ hoàn thành được cái miếng hamburger. Nhưng mà phô mai thì lấy ở đâu ra nhỉ? Đấy chính là cái... Ủa ơi! Cha! Cha và chú đang ăn trưa phải không? Ôi, nhưng mà người ruồi đã để lại cho cha tôi một cái vết thương mà nó... trông nó hơi kín các bạn ạ. Băng bó khắp cả đầu rồi. Để cháu sẽ phục vụ hamburger. Nhưng mà cha quấn như thế này thì có ăn được không? Cái điều kỳ diệu là cha tôi vẫn chưa chết các bạn ơi, sau cái pha chọc của người ruồi. Nhưng bây giờ tôi sẽ phải cần chuẩn bị cái hamburger này cho cha. Nhưng mà không dám chắc là cái hamburger này nó có thể ăn được đâu nhá. Bởi vì những cái loại nguyên liệu này nó rất là bất ổn. Nên là bố và chú ăn phải cân nhắc. Rồi, chú tôi sẽ là người thử cái món hamburger mà tôi làm. Lùi đi đâu rồi? Chú tôi biến mất luôn rồi anh em ơi. Ở đâu? Chú ạ. Ủa ôi, đau quá hả chú? Nhưng mà bây giờ cái hamburger đấy là cháu làm bằng cả cái tình thương của mình dành cho gia đình. Thì chú phải ăn chứ. Chú tôi muốn có giấy các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ lấy đâu giấy? Bố ơi, bây giờ là gấp quá rồi. Chú đang gấp quá rồi. Tôi sẽ lấy tạm cái băng quấn quanh đầu bố tôi các bạn ạ. Xin lỗi bố. Đây chú ơi, cháu là phải hy sinh cả vết thương của bố cháu để cho chú chùi cái đấy. Ôi chết rồi, chậm trễ quá rồi, chú tôi ngất rồi. Hoặc là cái bánh hamburger của tôi, cái nguyên liệu làm ra nó tạo ra một cái nguồn độc tố gì đó. Có thể là chú tôi sẽ không qua khỏi lần này rồi. Đã là ngày thứ 6 tôi về quê. Và 5 ngày qua đúng là 5 ngày ác mộng đối với tôi. Tôi không thể tin nổi là những cái điều đó lại xảy ra trong gia đình tôi. Cái gì đây? Sao trước cửa nhà tôi có đầu lâu xương chéo? Tôi nhặt từ một cái lọ trống. Cái đầu lâu xương chéo để làm cái gì vậy ta? Chúng ta còn có cả cỏ này các bạn ơi. Tôi lấy được một cái bình và một đám cỏ. Chúng ta vào nhà đi. Ở ngoài này để làm gì? Lạnh quá rồi. Chú là ai? Rất là không cho cháu vào nhà của cháu là sao? Cái người này mặc cái bộ đồ giống như là bác sĩ dịch hạch thời ngày xưa ấy các bạn ơi. Và ông ta không cho tôi vào nhà, tôi cần phải kiếm cho ông ta một cái gì đó. Tôi sẽ cho cỏ vào mồm của cái đầu lâu xương chéo này. Ủi nó ngoạn kìa. Máu mắt chảy ra. Máu mắt chảy ra, chúng ta sẽ lấy cái bình. Lấy cái máu mắt này xem sao. Đây bác sĩ dịch hạch ơi, cháu có cái bình máu này. Bác có lấy không? Lấy ngay nhá. Đúng là người ta là ngành y các bạn ạ. Cứ thấy máu là người ta lấy thôi. Rồi, ông ta đã cho tôi vào nhà. Cái chuyện quái gì đang xảy ra nhỉ? Chú tôi sau đó đã lâm vào một tình thế hiểm nghèo. Một loại dịch đến từ cái bánh mà tôi cho chú tôi ăn đã khiến cho chú tôi lâm vào cơn nguy kịch. Hơn nữa có một con quái vật đang càng ngày càng tiến đến gần gia đình tôi hơn. Trong tình thế chú tôi đang bị như thế này, bố tôi thì bị thương sau khi gặp phải người ruồi. Và con quái vật đang càng ngày càng đến. Liệu gia đình tôi sẽ phải làm thế nào để vượt qua cơn nguy kịch này? Hãy cùng đón xem tập 3 để biết thêm về câu chuyện của gia đình tôi. Đỉnh điểm của sự bí ẩn sẽ được giải đáp ở tập 3. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye anh em.